Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đây của mình. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tiếp tục với tựa game Tựa Tân Quốc Truyện Việt Hóa này. Và mình đang trên đường đến chỗ làm phim nha các bạn. Thì Michael có một cái buổi hẹn với lại Solomon. Và để mà ghi hình được cái buổi quay phim rồi này kia, với lại đánh dấu cái lần hợp tác này, thì mình đang đi một con xe cũng khá là sang trọng. Mở cửa đi anh trai. Dòm nữa, à, cái này cái cửa này tự rớt, tôi không biết gì hết trơn nha. À, chỗ của cái ông Solomon là ở trong này các bạn. Ý. Để mình đi đóng phim thì mình phải đi một con xe nó xịn sò xíu, nó sang chảnh một xíu. Không, cửa thì cũng không, mặc đồ vest đồ các thứ, các bạn nhìn bảnh bao không? Rồi bây giờ vô. Trời, chạy cái tướng. Không, cảm đi già rồi, có phải trẻ nữa đâu. Mình sắp làm diễn viên rồi anh, mình phải làm sao chứ. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. Oh. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in, but the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. Đang đoán mấy cái lời thoại của cái phim nào, của phim nào của ông này các bạn. Tell me, Michael. Michael là fan lớn luôn. Weston. Did he? Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son. Okay. They want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. Ờ, có những cái chỗ này là phim trường của ông này đúng hả? Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is going to kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Yeah. Looks like you got yourself that new assistant. Tính ra Michael là fan cứng tới nỗi mà giúp ông này đi làm việc luôn các bạn. Coi như ông nói là ông có hai người đúng không? Một người á là cái thanh niên vai chính, nhưng mà vai chính chờ hay sao đó, thì thanh niên nó não phẳng cho nên là dễ để nói chuyện này kia. Nhưng mà có một thằng trợ lý thì nó lại đòi tiền trước khi mà đóng phim. Thành ra là nó đang chưa chịu đóng phim. Ui. Ôi. Cái này là cái hồ bơi. À, là cái hồ bơi để đóng phim, nhưng mà bình thường thì nó là một cái bãi đậu xe. Ồ, hay vậy. Tính ra là mình chưa bao giờ vào trong cái chỗ này luôn các bạn. Cái chỗ này mặc định thì nó cũng là phim trường, tuy nhiên thì khi mà mod lại thì có thể là nó sẽ có vài cái điểm hơi khác một xíu. Gì ông vậy? Hey Solomon, I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God, no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative way. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right, I'll go in. Rồi, quiet. Bây giờ mình sẽ vào trong đó làm lẽ, rồi xử cái thằng Pelosi. Còn bây giờ mình kêu ông kia là ông chủ luôn các bạn. Thế tức là lần đầu tiên có một người mà Michael gọi là nhún nhường đồ này kia luôn á. Kiểu đã được làm cho idol. Thanh cứng, thanh cứng.
Thì bây giờ xử cái thằng trợ lý để đem thằng đạo diễn, ở đâu đâu đem thằng diễn viên với thằng đạo diễn luôn. Có cả thằng đạo diễn luôn, có một thằng đạo diễn nữa. Ừ, tính ra con xe này nó chạy bám đường lắm luôn á. Quá đã. Đâu trong này vậy? Hình như cái ổ chuột vậy. Không không, ở đây nè. Các bạn phải đậu xe ngoài đây nè, để mình ngó vô á. Trời, ngó mày trực thăng. Wow, mình tưởng đâu là đi xe thường chứ ai về đi trực thăng luôn á hả? Ổ chuột của anh hả? Chứ tôi thấy là trực thăng hơn xịn đó. Ổ chuột này lạ. Ổ chuột này lạ. Ổ chuột có chữ H luôn. How you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparkless, fucking models, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Pelosi. À, thanh niên Pelosi hả? I gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Tiếp cận bãi đáp trực thăng mà không bị Rocco phát hiện. Là ở trong đó đó hả? Ok. Ở cửa. Như bị phát hiện nè. Chắc mình leo thang này không ai thấy đâu ha. Màu đỏ kìa. Nhưng mà em nghĩ là không, tại vì mình thấy phát hiện mình đấm nó luôn cho rồi. Thôi hai thằng đóng được em ơi. Anh mà có đồ giám thanh nên bập bập xong rồi, nhưng mà mình đâu thể nào mình giết người vô tội gì đúng không? Người ta đâu có tội tình gì đâu đúng không? Đúng rồi, con ác quỷ nó suối bậy không à. Vô đấm cho em. Ê, khu này nó cầu thang nhiều lắm luôn mấy đứa. Khu này. Ủa? Đấm. Đúng rồi, mình xiên. Cái này chắc là bất tỉnh thôi các bạn. Bất tỉnh thôi. Cùng lắm là gãy vài cái răng rồi mới mốt đi trồng răng lại chứ có gì đâu lo đúng không? Nhìn đau luôn á. Đập cái đầu lên. Lắm thì lệch hàm xíu thôi. Lệch cổ. Đây là gãy cổ đó nè. Ông kia bị xì khó rồi nha. Ông kia lủng rồi. Cầu thang nó nằm dưới kia các bạn. Có con đường rồi đúng không? Em ném đi phụ. Ủa chứ đi đây sau lưng sao thấy được em? Không. Em phải nghe tiếng chứ. Sao thấy được? Thấy hoà hoà. Thấy hoà. Nó còn dễ nghe tiếng quá. Nghe tiếng. Ờ mình nghe tiếng bên trong rồi nè. Mình nghe tiếng bên trong nó nói chuyện luôn rồi nè. Rồi rốt cuộc mày tên gì? Ý. Hello chai. Mr. Richards has been worried sick. Oh, who's this? Jay. Who's this jackass? Oh. Hey, you! Hey, mate. Oh, thằng khùng nó đây. Out. These guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? Ôi, trời, bình tĩnh, bình tĩnh. Gì? Muốn lộn mà. Đắp nhau luôn. Mày á. Mày biết tao lại không? Mày biết tao lại không? Hả? Mày biết bố mày lại không? Nắm trái, móc néo phải, móc hàm. Có chừng té xuống kia nha anh trai. Rồi thôi xong. We're gonna make a new deal. You leave my people alone and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay? Sure, man. Sure. Ủa sao nó hùng hổ lắm mà ăn đấm có mấy cái à? Let's get back to the lot. Rồi bây giờ mình, ủa rồi mình có biết bay không vậy? Tại vì nghe bảo Trevor nó kêu thằng Michael này đi học bảo nó bay đi mà. Học hoài mà không biết không học chưa nữa. Thực ra không phải là Michael bay được hay không, mà là anh bay được hay không. Dạ, My Tin và anh Tom bằng cách bay nhanh chú với cầu hồi lưỡng chó. Nghề. Cái gì là hai này nó đang không đồng ý các bạn. Hai này nó đang không đồng ý về cái việc hợp đồng mới rồi này kia. Gì vậy? Trời. Đang bay mà chơi. Sợ mấy anh. Lượng được chơi nha. Thôi tao nghe cái bầm mà tao hiểu rồi đó. Tôi sẽ đóng bộ phim với Ed đó với mức lương bèo bọt. Dám chơi ông đạo diễn idol của tao là bộ phim dở hả? Qua cái lỗ kia luôn. Cái cầu cuối cùng này, cầu này khó nè.
Thôi, xong là về ông bà luôn. Được. Trời ơi. Này đúng không? Này vô được không? Giữa cánh không vậy? Còn cái cuối, còn cái cuối. Từ từ để mình lấy lại thăng bằng cái đã. Vừa không vậy? Vừa không vậy? Gãy cánh. Ui. Sao? Cánh nó dẻo các bạn. Dẻo con khỉ. Dẻo. Con chém văn cái từ. Everyone wants a better deal. Everyone's serving coffee, selling cars, typing in spreadsheets. À, con này nó đang giảng đạo lý cho hai kia. You're making movies. Yeah, you look at it that way. Until you got a huge tax bill and payments to meet and a beachside bungalow in Chumash. Rồi bây giờ tôi bay tới thôi, khi nào tới rồi tôi nhảy ra mấy anh tự đám xuống ha. Bảo vệ đồ hơi bị dữ luôn á. Tức là cái xuống phim ông này cũng giàu ở trong một trung tâm thành phố luôn á. Thường thường người ta là xuống phim là nằm ngoài cái rì rì. Bố em làm giống vậy nha quà. Đáp đây hả? Là giống vậy. Trời ơi. Chắc hơi cò quá. Dạ đồ quá. Không có quá. Không có hợp lý nha. Rồi hang bay đi vô. Đáo nhá, tôi cho bay với gầm cầu nó bây giờ. Mà lần này là gầm cầu tiêu chứ mấy gầm cầu kia đâu nha. Solomon's office. Come on. Không, mình nhìn mình mặc đồ vest đồ lên sang chảnh quá ha. How about I call my guy, go on a little jolly, and call Solomon from wherever I wake up in a week. How about you see him right now, and we go flying again if you even look like you'll fail a piss test at any point on this shoot. Hàng kia nó chịu đi các bạn. Ở đi đó. À, đi lẹ. Vô gặp idol. Dạ rồi, chạy từ từ thôi. Phép người ta đi tìm nã. Hả? Ủa? Khúc này mất tiếng rồi. Mất tiếng rồi. Ok. Chắc ông đó cũng nhép thôi chứ không có gì đâu. Ông đang nhép mất thoại rồi. Ông kia là đạo diễn, còn này là diễn viên. Em mình đang coi phim. Ừ. Tôi rất căm. Tôi chỉ muốn tôi chỉ rất muốn nói rồi. Ủa. Vậy là tính, cho nó. Tính đọc cho các bạn nghe mà nó hơi bị rối loạn ngôn ngữ chứ. Thôi đi. Hay thích lòng tiếng lắm. Thằng là rồi tiễn vô làm diễn viên luôn, mời chầu bia hả? Tôi cần một trợ lý sản xuất. Ôi trời, tôi nè. Ừ. Trời ơi. Kiểu mà đang nghe cái mắt mở to luôn các bạn kia. Tôi nè. Trời xung quanh yeah. Không có tiếng yeah. Sáng gì. Rồi sao? Có tiếng lệ nè. Có tiếng lệ đó, kiểu như nó vô cái điện thoại đó nó bị lỗi hay sao á. Thời gian chơi sát thủ thầm lặng. À nó kêu các bạn đánh hết mấy kia hả? Trời ơi. Chắc vậy. Bởi vậy hỏi cánh để mình hạ cánh thằng Thảo mà nó rằng. Rồi để coi, có vẻ như là Michael hết nhiệm vụ rồi các bạn. Chỗ này nhìn đã ghê. Chỗ này cái hồ bơi đúng không? Hey Mr. Madrazo, how's that rebuild going? Good, I need to see you. Come to La Fuerta Blanca, my ranch off Senora Road, and bring Mr. Clinton. Hey look, Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. All right, there's another guy. Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. I'll have my people messenger him. À, cái ông Martin Marazzo là cái ông trùm xã hội đen á các bạn, mà hồi đợt mình với lại thằng Franklin đi kéo nhà của con bồ ổng á. Thì bây giờ ổng gọi mình, ổng hẹn mình, ổng kêu là có việc và ổng muốn gặp mình ở trên cái chỗ của ổng. Và kêu là đem theo cả thằng Franklin. Nhưng mà mình kêu là kiểu thằng nhóc Franklin nó tội nghiệp nó không muốn lôi nó vào, cho nên là mình kêu bây giờ mình có một thằng đồng nghiệp là thằng Trevor. Mình kêu ok đem lên đi. Rồi vậy thôi đi lên luôn. Tại cũng... ông ở đâu vậy? Đây hả? Xa dưới vậy ông già? Rồi bây giờ mình đi lên trên đó để xem coi là có chuyện gì. Thì nhiệm vụ của Michael có 1, Franklin 2 và Trevor là 3. 3
quá lụa, quá lụa, quá lụa. Ồ, các bạn, cái chỗ này rất là quen, cái chỗ này cực kỳ quen luôn. Chỗ này ông chết mấy lần rồi đúng không? Chỗ này rất là quen, nhưng mình không ngờ là chỗ này là chỗ của ông trùm Martin Marajo luôn á. Giàu vô. Đúng là trùm sao đen có khác. Chứ tôi là tôi nhớ là tôi bị bắt cóc tới đây nè. Ôi, láo rồi đó giống ông rồi. It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? Trời bao nhiêu kiểu chế đồ vậy? Yes. Hi. Hello. Hi. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia. Ôi lúc nãy nó lỗi á các bạn, lúc nãy nó bị lỗi là nó đang mở cửa nhưng mà do mod lại hay gì á cho nên cái cửa nó bị mở được dính luôn. Đúng rồi, bởi sao mình thấy nó kỳ kỳ. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. What did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. That's true. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. Tính ra là nó nịnh nó không chịu mà ông nói sự thật. They don't look at me as much as they used to people who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. What does friendship mean? Ông đang nhờ mình khử người giùm. What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the office. Đấy là hồ sơ cho ổng các bạn. Có tao cho ổng ở sân bay. Let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. Nó đơn giản à. A man, what's a pay? Công như thế nào? Trevor. Come on. Ba ly nước nè. Not now. Pendeja. ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí? Làm gì là phải uống nước chứ trời. All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right. Rồi mọi người đi lấy phương tiện, mọi người đi lấy súng. Súng trên đại thiên. Cái gì là gì? Nó mà gạt bạn mày vậy gì? Xin lỗi nha. Tại không ưa lắm. Cầm súng nó chĩa đầu mày con. Để coi này có xe gì vậy? Con này con Chrysler đúng không? Du xe gì xấu dữ vậy? Ui. Ủa. Ê, xe mà nó có cái cánh gió có chút xíu rồi các bạn. Cánh gió nó nhỏ nhỏ nhìn chui vậy. Mượn xe đi đỡ nha, thằng giàu. Crossfire hả? Ui. Đọc nghe giống cái gì đó quá vậy. Ờ Chrysler trời Crossfire. Đời. Mà xe nhìn nó đóng hại mui rồi được không? Không phải chạy chậm chứ. Không được. Không chạy như ăn cướp kêu ta đóng mui. Xe nó xấu quá. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Nhìn nó heading that way. Nó có chút xíu. Cái ống xả này có chút xíu ngay giữa. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man. Chúng ta làm cái này là không công đó ta. What are you talking about? Là vì như kiểu ông đang nhờ mình vậy. Mình lấy cái quan hệ đó bạn. Quan hệ gì? Tại sợ ổng thôi, rồi xưa ổng thù á. Cho nên là phải làm cho ổng thôi. Chứ ổng có giảm giá cho mình hả? Cái căn nhà đâu? We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay. The guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Cái đoạn nói chuyện lúc nãy của Michael với là Trevor rất là thâm thúy luôn các bạn. Nó nghĩa là Trevor nó đề cập tới cái việc là tại sao không có tiền công, rồi trong nhà của cái ông đó có rất là nhiều đồ cổ của cái người Akkad gì đó.
Và nếu mà đem mấy cái đồ đó bán cho những người khác á, thì người ta sẽ sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để mua lại. Thì Michael nó mới bảo là đừng có trộm đồ nhà ông đó, tại vì ông đó cũng này kia á. Nên là thằng Michael nó bảo là cứ làm trước đi, ổng sẽ có tiền và ổng sẽ có đủ cái độ giàu để ổng trả những người mà giúp đỡ cho ổng. Còn nếu không á thì để Michael nói chuyện. Xong rồi Trevor nó đá một câu cuối là nếu mà ổng giàu như vậy thì sao ổng lại ở một với là một cái bà vợ mà kiểu không bình thường á. Cái bà vợ lúc nãy bà hơi đơ đơ một xíu các bạn, ý có nghĩa là kêu là ổng keo rồi này kia á. Nhưng mà cũng đúng thiệt, nhìn ổng cũng khá là keo. Thấy đi con keo xe này giàu. Thấy đi con xe này thấy keo rồi. Cho nên là theo như lời của thằng Trevor thì nó sợ là ổng không có trả tiền. Còn thằng Michael thì đang rén cho nên là thôi kệ làm đỡ đỡ chồng. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Oh, kiếm được con xe ngon vậy. Con xe này nó có cái họa tiết nhìn. Wow, cái gì bên trong vậy? Cái vũ khí bên trong nó có hơi... Trời. T, you can see this gun, it might convince you Martín Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy the walls will take down the giant. Tính ra là mình kêu là thằng Trevor, nếu mà thấy được cái súng này thì southwest of the city. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. Gotta take another shot. Bắn trúng chưa vậy? Chưa. That didn't do it. Khó vậy ta? Nó có cái anh thấy nó có cái gì đâu đúng không? Nó kêu là có cái vòng đỏ vậy đó nhưng mà nó có thấy cái gì đâu. Nope. I'll go down next time. Ơi. Trực thắng mà. Đúng rồi. Đó là trực thăng. Con đó là trực thăng. Kệ cái màu đỏ đó. Ồ. Trời ơi. Di ơi. Hả? Hình như là cái hình tượng này quen lắm. Chắc mỗi mày bắn gì vậy? Sao tôi kêu tôi bắn quá trời bắn. Sao tôi kêu nó kêu cái màu đỏ đỏ vậy đó. Mà tôi giờ mà tôi không thấy màu đỏ gì hết trơn ta ơi. Tôi không quen bạn đâu. Đây á hả? There it is. I'll pass downtown. Jet's moving. Gotta give a lead. Phải bắn nhiều phát để hạ máy bay. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ah shit. Nó tính ra là thật ra cái động cơ này chỉ có một viên đạn kẹt vô, nó đã có vấn đề rồi, có thể bắn tới 3 viên luôn các bạn. Máy bay này hơi dởm nha, bay không được chỉ một động cơ. Rồi bây giờ mình đuổi theo máy bay lấy gói hàng. Là tôi bắn được thăng nãy giờ. Thăng kiểu lúc nào bắn được vậy? There you go. Kiểu gì nào hòa quen. Nhưng mà rồi lại ngó vô trực thăng nó kêu đúng số hiệu rồi này kia rồi. Woo, yeah. Không lộn kịp. Lo nhìn nó bay xíu nữa là lối cây rồi. Đây cái xe đồ kéo nhìn cười vậy. Thị lực mất rồi. Ráng đáp anh ơi. Cánh có... Ê tính ra kế bên có cái sân bay đúng hả? Nghe được cả bộ đàm của phi công cho ta đến mà. I'm on him. He's past the airfield. Landing ain't gonna be pretty. Bắn anh ơi. Nè cánh mình bắn nha. Where you put it down? Keeping the Alamo Sea airfield. Thì tới sân bay Alamo Sea là cái sân bay ở nông thôn đó các bạn. Không có được, bây giờ hạ xuống đất trống rồi chứ xe máy bay hết động lực. Ồ sân bay nè, sân bay nè. Bay đi mấy anh. Ok vậy. Gà, phi công gà. Công thì gà. Hello ha, xưa mình có mấy cái bài tập nào là
máy bay hư động cơ đồ này kia luôn ha. Thôi anh đang nổ khí của anh ơi. Hư động cơ đáp đổ này gà không biết đáp. Rõ ràng mới đi ngay sân bay luôn. Không bạn, bạn nên bạn đâu có cái trò gọi là bắn máy bay đâu đúng không bạn? Ê, nó mới rớt cái gì xuống vậy, nó mới chọi cái gì xuống vậy? Ê, tính ra Trevor nó đi ngang nhà nó, cái nó la lên kêu là Ron mày làm gì cho mày. Only thing they farm out here is methamphetamine. God, I miss it out here. You gotta come visit sometime. Trời, con xe đỏ nó ra nó ẩu rồi, xe buýt nó lủi. Losing altitude rapidly. I'm going to have to bring it down in dirt. God help us. Roger, November 9 to Charlie Echo. What is your status? Bây giờ anh đáp chưa? Tôi theo anh nãy giờ hơi lâu rồi nha. Mệt rồi đó. Đáp đáp đại đi. Đây, phải đứng chung. Rồi xuống nè, xuống nè, xuống nè. Rồi xuống nè, rồi ok. Ngon lành anh ơi, ngon lành anh lành. Sao quá. Sure thing, but seriously bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Trời, ok. Ủa mày là thằng cần giết đúng không? Ủa hello, lại mình hỏi thằng cần giết luôn bạn. Tại thấy nó ngáo ngơ sao á. Tính ra vali tài liệu để phía trên cũng kỹ dữ ha. Rồi chuông. How'd it go? Fine, just fine. I got the files. I'll take them to Madrezo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Rồi. Ê, tính ra cái như vậy không nên nha. Hị nước mũi lại, mốt người ta tới người ta điều tra cái hiện trường vụ án á, người ta tra ra đó. Ta kêu vi khuẩn của con bá dơ nào đây. Chuyên nghiệp gì hết trơn. Rồi có hồ sơ rồi, xử kia rồi, bây giờ nhiệm vụ của Michael là đi phá con xe này, tiêu hủy á các bạn. Tại vì trong xe nó có cái khẩu súng mà mình nhìn nó ngon quá thiệt chứ. Nếu là mình sẽ giấu đi chỗ khác thì muốn mình dùng chuyện khác. Phá hủy xe tải. Sao còn chỗ nào ok hơn cái chỗ này? Ô, có sẵn này luôn hả? Hầm luôn. Tiện chứ. Vô hầm. Kiểu xe vô hầm bị cháy á. Tôi lên trên xe. Ít sao? Cái xe thì sao luôn? Anh trai, vì anh đã thấy cái chuyện này cho nên là chạy. Thấy. Tiền thôi. Ê. Thế rồi, chạy đi anh. Rồi cho mượn con Mazda. Mày nó nổ theo luôn quá. Mazda đi qua cái nổ đùng. Nổ theo nè. Dừng chi. Trời. Rồi. Tôi kêu đi nhờ chứ tôi đâu kêu gì. Hút tôi nhờ đâu. Ê kì. Ê sao khu này ai cũng đi Mazda vậy, xếp 5 không vậy? Trời ơi quá trời luôn. Trời ơi. Mượn xe chị. Ai cũng đi Mazda xếp 5 vậy? Mình đi con khác đi được không? Nhiều xe mà. Đâu anh lãnh địa. Nữa kìa. Đúng là thời của xếp 5 các bạn. Tất cả là tại xếp 5. Chạy như... There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works. A little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Trevor tính làm gì vậy? Nothing you wouldn't do. À, nó tính mở ra bên trong nó coi thử hay gì vậy các bạn? Trevor! Rồi, cấp máy rồi. Ok, để xíu Trevor, để tôi đi lựa xe có hàng hoa không ấy. Đây xe phèn không ạ? Đây, đi con Tesla cho nó lẹ. Chỉ có con mô tô là ngon rồi. Ê, nếu mà xe điện thì nó nối dây rồi nó nổ máy kiểu gì ha? Đúng không? Cái kỹ thuật khác chắc vậy. Tại vì xe điện là nó đã là một cái tầm cao mới rồi. Thì nó nối dây rồi nó khởi động điện kiểu gì? Tại nó đâu phải là cái trò mà chập hai con dây lại nhau xong rồi nó nổ máy nữa đâu. Quá êm. Thứ mình không được biết.
Được. Ok. Chiếc xe này còn có thằng anh là con Cybertruck mà, hầm hố mà. Lo gì? Anh em. Đúng rồi, anh em thì nó không phải cứng như nhau, thì bay nhảy mấy cái pha nãy là vô tư. Để coi Trevor nó mở ra bên trong nó là cái gì. Nói chung là Trevor đầu vậy chứ cũng ghê lắm á. À, cái chỗ này gần cái chỗ ông kia các bạn. Này là cái nhà máy xi măng, chỗ này gần chỗ kia. Ý chỗ này cũng quen lắm. Anh cũng tính nói chỗ này quen. Where is he? Ôi, nó ma, nó hù ma đấy đi nha. Thôi rồi, con xe lại vậy. Lăng của giờ luôn. The fuck has happened? Why do you have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Ủa là xe này là xe của cái ông Martin Marajo. Chuyện gì xảy ra vậy? I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Ừ. Rồi ông đó ông đã hùng lên. Rồi tao thừa nhận rồi. Thì lúc tao cũng điên rồi tao quýnh ổng. What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh fuck. But I did kidnap his wife. Oh no. Oh, bắt cóc vợ ổng luôn. What the fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Marco. Hai thằng nên lẩn trốn mà trong khi Marco đang có công việc trợ lý đạo diễn. I know a nice little place we can hang out. You know, it's a very relaxing little spot. Tức là Trevor nó báo không à? Xe của Marajo, biển số Marajo luôn kìa. Báo bắn hạ 98%. Thông cảm đi, 123 là cái gì? Dính chặt vào ghế. Rồi, tạm thời là hai anh kia nó sẽ trốn một thời gian, cho nên là các bạn sẽ chuyển sang nhân vật Franklin. Come here, boy. Come here. Không kêu thằng này làm từ lúc đầu là ngon rồi, đâu có phải dính vô con báo như vậy đâu. Thôi chớp ơi, đi về đi chớp ơi, tao không có... Được. Mình đang có nhiệm vụ chữ D. Đi trộm xe tới các bạn ơi, ngon. Nhắc tới anh Devin là chỉ có nhắc tới đi trộm xe thôi các bạn. Mà trộm xe thì mình lại rất là thích đi trộm xe. Chứ sao nó đam mê ngắm vô má không? Trộm nhất quen. Con này nó cũng được. Ơi, con kia nó cũng mui trần mà nó mới về đóng mui rồi, nó đẹp hơn mình. Nhưng mà màu của mình nó tươi hơn, màu mình nó cam hơn, nó màu đỏ xấu quá. Anh tao không có tiền mua cho nó mới chê các bạn. Đây là chỗ... Ủa sao không... Ủa, đây nhìn quen quen. Ở chung chỗ với ông kia luôn nè. Hey Molly, I'm outside the studio. Hey Molly. All right. Go over the wall and find the car. À, vô đây trộm xe hả? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Ok. Trộm xe ở trong phim trường các bạn. Và nó kêu mình là chỉ có diễn viên chính, diễn viên phụ mới vào được thôi, cho nên là một là mình cải trang, hai là mình tìm cách nào đó. Ủa nhưng mà không trộm trong bãi này hả? Trộm một cái nữa nó cả có cái khung xanh nè. Ý cái Ủa, à ý là hai anh này đang quay cái cảnh là ở ban công nói chuyện đổi nhau. After that tick, lại... I really need some. Tại sao lại nhúng vô trong đá cái chất đó được ha? Là dứa bên trong hảo. Sao lắp thêm nướng vậy? Bạn có thể hạ gục diễn viên và ăn trộm quần áo. Để luôn anh. Là ký đầu nó bạn, sợ gì? Ký đầu nó. Đi, đẩy. Hello anh trai. Chúc anh trai ngủ ngon. Bon. Trời ơi, mày. Trời ơi. Ê, nhưng mà đồ này hợp với người
Phục vụ bạn. Có cái tông, có cái tông. Ôi trời ơi. Trời mẹ ơi. Ê cái này là mất đồ bị lỗi nè. Mình tưởng là nó bị dính. anh ơi không nào mặc vest mà mặc hoodie hết á anh ơi. Nó bị lỗi cái áo mod lại các bạn, đợi xíu để mình sửa lại cái này cái. Đó, đẹp trai liền. Nó bị hơi lỗi xíu thôi các bạn thông cảm ha. Mod đồ mà. Ơi. Ê mình nhìn con xe này nó chào anh. Hôm nay anh kia không phải. Dạo này tôi đóng mấy cái da ngoài nắng nhiều quá cho nên da tôi nó hơi đen. Xong bảo vệ ông nói, ủa thằng này tao có người quen. Tôi là Brandon đây. Ồ mình nhớ nhiệm vụ này các bạn. Trộm xe của điệp viên 007. Diễn viên đông thế, đúng rồi. Ôi trời ơi. Ôi xin lỗi mấy anh nha. Ây trẻ em thằng Thiên Kiên lại có cầm súng. Thanh niên kia mới bị quất kê. Ai không có bắn xe điệp viên 007 nha mày. Oh my god. Trong xe mình có ai vậy? Over, creepo. Get off the wheel. I need to get the fuck out of here. Diễn viên. Studio security are. Con mẹ bé lái. Con mẹ bé lái xe mình em có thể đắp ba cái không đục của chở cái được không cho. Ai. Rồi. Mày đá ba xuống rồi bạn. No, you cool. No, I'm not cool. Mày bớt cái bé lái rồi cái con này thiệt chứ. I mean, chill out. I'm just interested in the way. Thôi mày đừng có. This button says right. Xe này nó có chức năng rải đinh các bạn. Gì? Ba kêu ba làm một buổi sáng là ba mua được con xe này rồi hả? Đã. Bớt mẹ cái tà lá lại con nhỏ kìa. You get paid a couple million for a morning's work? Shit, I should sack my. Buổi sáng là được vài triệu đô. Get to the side of the road. Rồi, xuống. Stockholm syndrome won't work on me, fuckball. Xuống. Look, I respect you as a man. Tắp vô rồi. Tắp vô đàng hoàng, vô đúng luật. I've been abducted by a crazy man. Tao không phải fan mày, tao fan con xe mày. I like some of your work, but don't get ahead of yourself. What happened when I pressed this? Ấn The hell are you doing? Ấn cái nút shift để biết tác dụng của nút màu đỏ. Anh ơi. Cái nút màu đỏ mà tôi biết ngay mà. Chị còn sống không chị? Car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can reconfigure his route to meet you there. All right, cool. Tại, I got the call. No drama. That's good. The studio is enough of a money sink without the costs that drama can bring. What kind of shape is the car in? We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spikes and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Okay. Cái con mẹ Molly đó kêu là cái đoạn làm phim nó giàu tới mức mà mất con xe này nó có thể làm được một con xe khác luôn các bạn. Vậy dí chi vậy? Dí chi ha? Đã thúc tỷ. Mình thử mình rải đinh thử xem mà nha. Đó, anh tới, nghiệp anh tới rồi đó. Trời, ông rải dữ không nào? Ừ, sự bánh đâu quá. Nút ship là mình hết bấm được rồi. Ủa sao không thấy xe nào cán qua mà kiểu mà bị này kia vậy? Nó kéo không trúng kìa, gãi xe cảnh sát đi. Để xe này thử rồi. Đó, phải vậy chứ. Tại cái đồ cảnh sát này không có xe đâu, chứ nếu mà có xe mình đi rải hết trơn rồi các bạn. Tại sao mình lại đem con xe này về sớm, có khi mình lại đem đi phá nó. Đúng không? Ôi các bạn coi, cái này mình phải lên cao tốc. Mình lên cao tốc mình thử, mình rải, xong rồi mình xem con xe nó mất lái như thế nào. Đây cao tốc dưới này nè các bạn, đây có đường cao tốc nè. Vậy là con này nó chỉ có mỗi cái chức năng đặc biệt là đã đinh thôi, chứ còn cái phóng ghế thì nó phóng mất tiêu rồi. Đây rồi, gì xế 5 vậy? Ui trời ơi, trời ơi. Các bạn nhìn cái xe nó quay kìa. Chết nằm đi ba hướng, phải chung. Đây, bên này đi có vẻ xe đi nhanh, xe đi quá trời nhanh luôn. Thử nhá. Lại là xe 5. Hey, hai con mẹ. Mẹ đẹp. Ê, con mẹ mất lái nhẹ nhàng quá hả? Đúng. Ủa sao con kia nó, con kia nó quẹo qua kia rồi. Con mẹ nó mất lái cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bạn. Kiểu là nó không có cái gì mà nó ghê gớm hết trơn á.
Chọn Mini Cooper của tôi. Quá đã. Không, nhưng mà thật ra rải rải hồi nó cũng chán nữa, chứ nó không có gì gọi là vui lắm đâu. Mình thử mình rải khúc này thử coi anh trai có bay lên trên dốc không. Ủa không dính, không dính. Rải xuống mà nó không cán các bạn. À, đây 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 đây, hai anh đi tuần hả, hai anh chúc anh một ngày tốt lành. Ê chạy gì rải. Chơi luôn mấy anh ơi, chơi luôn, chơi luôn. Em bắn cái thác đó. Bắn nè, bắn nè, bắn nè. Ê, đây bắn xuống điện mình mấy bạn. Chúng ta là nhớ game góc nó có đâu bắn xuống điện đâu đúng không? Quá đã anh ơi. Rượt em biết mấy anh, rượt em, rượt em, rượt em cũng rồi. Rượt, 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 rượt. Bạn Chi ơi, có chừng hồi bạn đi bộ về ấy bạn. Ờ, nhưng mà mình nhớ là game góc nó không có cái trò bắn xuống điện mình. Ê, 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 xe xăng, xe xăng, xe xăng, xe xăng. Để mình mượn cái này, cái này, cái này, cái này. Ok, đầy xăng rồi các bạn. Bạn chơi vô rồi các bạn. Thông cảm đi chứ xe có hết xăng rồi. Người ta phải lấy xe. Các biểu đi gạch chia hết xăng. Quá đã. Gượt em nữa đi mấy anh. Gượt em nữa đi. Đúng rồi, gượt em, gượt em. À, anh kêu xe vậy mà vẫn được được luôn hả? Anh thật là nghị lực quá đi. Không có tâm đích nha. Anh kêu bây giờ. Rồi, sao bắt được, sao bắt được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Calm down bro. Nó tính ra mấy con kia bây giờ nó hết tác dụng rồi các bạn. Nó bể hết trơn mà nó vẫn rượt được mình. Rồi bể lên bánh sau nó rồi. Quay vòng vòng là quay vòng vòng. Tiếp em anh, tiếp em anh. À đây có anh trai đang bắt nè. Ồ, chết chưa. Lại xếp 5. Ông lấy súng điện bắn mình luôn á. Ừ, lại là xếp 5. Ôi, đã. Trong xe nó có bao nhiêu cái đinh để nó rải ha. Không, nó có bao nhiêu hộp, mình nhiều. Anh ơi, em đây nè mấy anh. Sao mình mất dấu nhanh vậy? Em đây nè. Em bắn mấy anh luôn nè. Không, đâu sợ ai đâu. Được rồi mấy anh, đúng rồi. Con này bây giờ nó gọi là không còn gì, nó bể bánh nữa. Không còn cái bánh nó bể nữa. Có bánh sơ cua. Nó hơi đông rồi đó. Không sao, anh trốn được. Hiện thân của điệp viên hiểu không? Ê con kia nó què quặt gì mà nó vẫn rượt được mình luôn các bạn. Khá khen cho cái nghị lực này. Ờ, tôi không ngờ mấy anh đỉnh trình mấy anh cao vậy luôn á. Lỡ nha, nhưng mà công nghệ tôi ngon hơn. Đã quá à. Anh ơi, em ở đây nè anh ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái xe này mình cứ nghĩ mình là 007. Ờ. Ôi, nhưng mà nó mà thiếu cái pha là nó trượt xong rồi nó dấp gì đó nó lật nó lộn nổ cái đùng một cái trong phim nữa. Đây là 007 chứ không phải phát hình phiếu lật. Ủa mấy anh mất dấu em rồi hả? Nghi phạm đi một chiếc xe màu xám biển số tên là Agent nhưng mà đang chạy sau đuôi một chiếc xe khác. Anh em mình có thấy không ạ? Các bạn mình đang không ai biết kìa. Mình luôn á. Đang trước kìa. Không, đó bây giờ nó mới biết nè. Ở đây chắc chắn là có gài. Không, tôi biết mà. Tôi biết mà, tôi biết mấy anh quá mà. Tôi cũng có vậy. Ủa tôi xịn hơn. Hay với em, với em, với em. Đừng ngại ngùng. Với em tiếp điểm mấy anh. Em dắt mấy anh vô thành phố chơi đồ ha. Ê, trong này tụ đỏ dữ vậy. Đỏ. Nghe cái tiếng là tụ có một hút. Đỏ. Chí em đi. Ê con này nó mau hết xăng lắm luôn á. Mà nó đầy bình mà chạy chưa gì chút xíu mà nó tụt. Còn có chút xíu mà. Ồ nó hào. Con này đi là tiền đâu đổ xăng. Ê nó có nhiều đồ quá các bạn. Đây nè. Đục luôn. Đâu phụt chơi đi. Sao mấy anh chặn đường túi đây vậy. Non. Tôi ghê thách hiểm mà ghê chính không mình. Bắp cái lượng ghê vậy, công nhận mang lượng ghê thiệt. Bay anh nha. Chạy cỏ trong tay vậy. Lên nè, lên mình lên nè, mình lên nè. Gì mày gã đua tao hả? Mày không có tuổi. Gã đua ai chơi gãy đinh nè. Ủa anh có rải đâu, đinh nó tự rớt chứ anh có rải đâu. Chết
chỗ này nó xanh. Mấy anh này hay thiệt chứ, công nhận mình lách luôn cái mình lách liền quá. Công nhận là trình độ mấy anh nhạy, mấy anh hay thiệt. Không, họ anh chỉ vô chút thăng lên lại. Ủa, chút thăng lại rồi, có lâu. Ôi, sang phát nữa rồi kìa. Thôi, giờ trốn nha. Ô, sợ gì vậy anh, gì vậy anh? Tôi đâu có ngu vậy. Bye. Bye mấy anh nha. Non. Ui. Mẹ kìa. Ui, tôi ghét mọi người đi siêu xe lắm. Chứ ông đang đi gì vậy? Ôi, e-support, e-support, e-support. Ở đây mình chuẩn bị chặt cái cô nè. Bật super skill lên chặt cái cô lẹ lẹ cho người ta không thấy mình. Rồi, ta thấy mình rồi. Super skill. Bây giờ mình chặt hẻm nè. Hẻm nè. Xe hết xăng, xe hết xăng. Mình thách trốn dạ. Khi mà xe hết xăng thêm như thế nào các bạn. Chơi xăng giả nha. Không gì đâu mà nó lẹ quá à. Lên đi mà. Không muốn chạy nữa luôn á. Chạy như nhiều vậy đâu, bên kia nó cũng chạy. Ủa, đừng có. Ý là nó bị hết xăng á, nó lên cái nó thụt lùi xuống mẹ. Lẹ 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 mẹ ơi, lẹ mẹ ơi, ngoài kia đông á mẹ ơi. Ê, mẹ ông vô, mẹ ông vô, mẹ ông vô. Thụt sẵn nha. Ủa, ai chơi thụt sẵn? Ê, hết rồi kìa, hết rồi kìa, hết rồi kìa. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Nhưng mà cũng tình cờ mình hết xăng luôn rồi. Rồi để mình làm lại cái trò đó các bạn. Cái nào ta? Đó là cái... không phải cái này. Ok. Rồi ok xong. Tại vì cái này nó không phải là bấm một lần nữa. Nó sửa luôn mà các bạn bấm nó sẽ bật luôn luôn. Cho nên phải bấm mình tắt đi á. Ê! Ủa không? Cái đường ánh sáng mình tưởng nó rải xăng hay gì chứ. Trời. Nổ cái mà nó lắc cái lớp xe ghê vậy. Cái gì có địch nhiều như vậy? Cứ tìm đinh tặc. Không, không rải bên cảnh sát đâu. Rải có xíu, thường ghê quá. Bao nhiêu cái đinh nó rải được vậy? Đinh vô hạn á. Không, cái gì vui quá. Kiếm từ trong lóc máy nào à? Đâu, đây rồi, tai nạn rồi, rồi tai nạn rồi, rồi tai nạn rồi. Đây là làm căng tình hình. Tình cũng làm đinh từ sáng chứ rồi. Căng à? Không, làm đứng từ nhớ tới bay giới rồi này kia. Không biết đâu ra mà nó game mà mấy đứa hay vậy quá à. Mấy đứa này thế vậy. Như cái cặp mà nó tốn xăng. Mấy cái nữa nè. Rồi anh chừng. Rồi anh khi nào anh mới chạy xe. Nè bây giờ trả nè, đang trên đường trả nè. Nhưng mà cũng phải phá phá đồ xíu chứ. Ê ví dụ, ví dụ. Ví dụ nữa đó. Như hết rồi. Hình như hết rồi. Hết rồi. À đâu còn cái gì mấy anh? Gì mấy anh cảnh sát mà anh ôm đầu vậy? Nhục vậy? Bắn cái chơi. Anh tự thả đinh rồi, tự cán nó luôn vậy anh. Ai là tự bóp á. Ai chơi vui vậy? Không bỏng thì có thể. Có thấy chở mày ngủ gì? Nó làm ra đây không có phục vụ cho cái mục đích đó quà. Nhưng mà một ví dụ mà anh nghĩ là nếu mà anh rải xong rồi cái anh chạy ngược lại là được. Đâu, mình chưa chạy lùi, mình chưa rải. Cảm ơn được tôi. Xin lỗi à, tôi là điệp viên đó. Điệp viên không thấy. Giờ tôi trốn đây là tôi đố mấy anh mà biết được. À dạ. Cậu quên lên cái lỗ bự quá. À dạ, nó bắn vào đường rồi các bạn. Xin lỗi chứ bây giờ anh bắn tôi được làm sao mà đồng đội anh biết được tôi trong này mà anh vô đây bắt tôi. Ủa rồi anh lại. Thấy không? Tại nãy anh núp hơi hơi hớn hên xíu thôi. À bây giờ có xe sau lưng mà nó quẹo qua là anh trốn liền nè. Em anh đi bộ, anh đi tìm, anh đi bộ, anh đi tìm. Ủa dồi ôi, đây cũng có nữa nè. Người thấy sao? Giao nhiệm vụ trong này là sai lắm. Không có gì sai chứ á. Giao chứ có đúng rồi chứ không có sai.
khai lắm luôn. Ông 007 cho ông buồn không? Ấy, tôi không thấy thiệt. Tôi đang trốn mà tôi không thấy anh thiệt. Ủa, đầu bà cũng xè dữ vậy. Anh vô hầm nè mấy anh ơi, vô hầm chơi. Hay mình rải có giới hạn rồi chứ. Rải từ từ chi? Rải cái gì mà? Bữa có anh nào quậy vô đây không? Vô đây, đây tôi bên này nè mấy anh. Sao mà yếu kém quá vậy? Không tới cạnh mình rải, nhưng mà ông chạy ngược chuyện cái đường không rải. Hình như nó biến mất bớt đó mấy đứa nè. Mất bớt rồi nè, anh rải nhiều lắm, nó mất bớt rồi nè. Giờ là đinh này đinh tự bên Mỹ nha. Em nghĩ là nó có nó cơ chế thôi chứ. Làm sao mà nó hiện toàn bộ được. Đúng rồi. Đâu vậy nè, đi lại đường đó là mình hốt lại đinh. Lại lại. Nói em nói đâu quà. Không quà. Đây là tôi nghĩ là trước đầu xe có 500 đó. Ơi, có con phía trước, con phía sau. Đi tới đâu có đinh okay, tới đó. Ok, tuyệt vời. Đây bây giờ mình sẽ thử mình cán. Ủa? À quên, bánh xe mình nó chống đinh mà mấy đứa. Trời ơi, xe đổ rồi. Làm mấy giờ mình chạy vô mấy cái đường gai của bên kia mình sợ quá trời. Thì ra làm hết trơn rồi. Vậy né chi ha? Dù chi. Ta làm máu à. Nhưng mà con xe này với có đúng nhiệm vụ này thì nó có chức năng này nha các bạn. Còn nếu mà sau khi xong nhiệm vụ này các bạn lấy ra thì các bạn sẽ không còn chức năng này nữa đâu. Nên là vui cho nó đã đi nó. Trời ơi, nó đã như trời. Anh nào mình rải đến giới hạn sao? Tới. Phá nó nha. Ui, có ai nó giật cái xe một cái giật đi ghê luôn không? Vậy anh đi anh muốn là tôi có làm cái anh nữa đâu. Giá cái lúc quan trọng nhất không thấy được. Con này nó bị khán lại luôn, nó kêu mí. Khán lại luôn á. Không, à con này nó bể rồi. Con này nó bất tử rồi, đi nghe nó không được gì chứ. Ok thôi đi vô, phá gì đủ rồi. Tại phá thêm nữa mấy bạn chửi mình đó, chứ mình phá gặp mình phá nữa. Ê, kìa. Đó. Cố tình chắc luôn. Cái đó là nó còn tàn dư đâu. Còn sót lại. Không ai tin nó. Không ai tin nó này. Gì vậy? Mày khỉ vậy? Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Short and mean. Tính ra là tụi này nó trộm, nó không đeo mặt nạ không gì luôn các bạn. Đeo mặt tốt hơn. Đã vậy rồi còn Black nữa, dễ bị tìm lắm luôn á. What the fuck are you doing here? Oh, chirp your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on the speed freak. True that. Darren Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there, exactly. man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh no, am I sense intention here? Nó đang đi me con xe các bạn, còn thằng này nó kêu là ông cho thằng này vô là trả tiền là tôi đi về tôi không làm nữa. I need you on point when we move this stuff. Chuyến cuối cùng rời khỏi thành phố. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. Is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. Rồi, thế là xong phi vụ. Các bạn không say sát, tốc độ cao nhất. Chạy tốc độ cao nhất hả? Chuyển thể sang lén lút bị đuổi quá sớm, vẫn đòn lần hai. Mấy cái đó bỏ qua đi. Rồi thì coi như là hôm nay mình đã cùng với các bạn là nhiệm vụ tiếp tục trong cái tựa game Vietnam có truyền Việt hóa này nha các bạn. Thì mình cũng sẽ tạm dừng cái video đây. Và nếu các bạn thấy cái series game này thì nhớ đừng quên mình như like video và share đó giúp mình nha. Nãy giờ đi phá cũng vui các bạn. Lâu lắm mới được đi con xe đó và chỉ có đúng nhiệm vụ đó mới làm được thôi chứ cái bình thường các bạn không có thể làm được cái trò đó đâu. Các bạn lấy ra cũng không được luôn. Nên là ok. Hẹn các bạn ở những tập sau của cái series Vietnam có truyền Việt hóa này. Chào các bạn. Bye bye.